Ở tập trước, sau nhiều tình huống căng thẳng và kịch tính, cuối cùng phe VJ cũng đã tìm được ra những ma sếp. Liệu ở tập 2, phe ma sếp có cơ hội chiến thắng được không? Hãy cùng đón xem Ma Sếp S Channel. Luật chơi sẽ tương tự như trò chơi ma sói quen thuộc. Tuy nhiên, ma sếp phiên bản S Channel sẽ có những biến tấu đặc biệt sau đây. Ma sói giờ đây là những ma sếp, ba ông trùm khó tính đêm nào cũng truy tìm và đuổi việc những nhân viên. Những VJ sẽ có nhiệm vụ như một dân làng, truy tìm xem ai là ma sếp ẩn giật trong ngôi làng S Channel. Cameraman mỗi đêm sẽ có quyền soi các nhân vật trong làng. Editor mang vai trò người bảo vệ. Saffronet sẽ đại diện cho nhân vật siêu quyền năng, phù thủy với năng lực cứu hoặc đuổi việc các VJ. Cameraman cá vàng là nhân vật hố đen, vì não cá vàng nên đã quên cóp sụt của VJ. Khi nhân vật này bị đuổi việc thì sẽ kéo theo một người khác cũng bị đuổi việc cùng. Nói chung là thợ săn á. Ở tập 2, chúng ta cùng chào đón một nhân vật mới, VJ lơ đảng. Vì cái tính lơ đảng của mình quên bật mic nên đã khiến một VJ khác trong ngôi làng S Channel phải câm lặng. Cuối cùng không thể thiếu, Tiêu Tình Yêu hay còn gọi là Cupid sẽ ghép đôi số phận của các nhân viên với nhau. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu khác phe thì sẽ tự động lập một phe riêng. Sáng rồi, đi làm thôi. Nhẹ cái băng keo lại. Tình cực xấu. Mà chúng ta có một người thanh lý hợp đồng cực nặng. Trời ơi. Cảnh một người xong rồi luôn người kia theo. Anh nghĩ là kiểu như hai người này cũng là bị ghét từ bản 1 đến phần là chỉ qua một cái thỏa tặng cả. Không, em không nghĩ một cái đâu. Em đang không nghĩ là sao chết cùng một cái hôi ta. Đúng rồi. Nhiều khi là một cái drama. Trước khi vote ai chỉ muốn nói một điều đó là Linh Câm Khánh là đúng lắm rồi ấy. Thật sự mày nói quá nhỉ. Linh Câm. Sao em là chức năng gì vậy? Sao biết Linh Câm Khánh? Thì nó vote một phát vote một. Gồng quá. Hay là tổ BD từ chối nó rồi. Chị Vân nhặt. Cái gì giải quyết.
chị Thư là sao mà đét tiếp á, đúng rồi đó. Tại vì sẽ không có ai mà gặp nhiều khó khăn cái chức năng đó bằng chị Thư hết. Chị Thư chức năng nào cũng khó khăn mà. Khoan, vậy ai, mọi người phải đoán xem là ai đoán trước bị giết. Mình chơi cho lẹ là ván đầu tiên là Linh bị giết, bị sói giết và hỏi chị có cứu Linh hay không. Thì câu trả lời mọi người biết rồi. Đúng rồi, đúng không? Xong rồi má hỏi chị muốn giết ai hay không. Thì chị mới suy nghĩ là thôi đi cặp nó luôn cho cái khung hình nó rộng rộng ra, ngồi nó đẹp cho. Đây là chị bỏ cái nhà tài trợ với anh DVD ra luôn. Là chị quăng luôn hai người đi ra một cặp. Một mình tay chị luôn. Ờ vâng. Ván tiếp theo. Đúng rồi là Tùng bị giết. Nhưng mà chị không có cứu Tùng. Thì em cứu đúng mọi người. Nhưng mà chị đừng biết đâu. Đó. Ủa sao nãy mà nói là chị Thư có quyền nói mà không cứu. Chị có cứu không? Chị có cứu Tùng không? Cứu. Nhưng mà chị nó không cứu mà quẩy trời chửi chị quá. Mấy đứa nó nghe đó nên chị cũng biết là chị có cứu hay không. Mà cuối cùng nó sống rồi đấy. Nó sống tới là được. Không. Đâu, bảo vệ đúng rồi. Bây giờ, tại vì em bảo vệ đúng rồi, bảo vệ Tùng. Mắc gì bảo vệ Tùng? Hả? Mắc gì bảo vệ Tùng? Đẹp trai. Trai là bảo vệ. Ủa, canh đi để đâu á? Thôi, cái đó tùy thuộc cá nhân nè. Em là em. Em thật sự em là em. Cái mặt em ở trong này lên. Nãy trong cái bộ bài DJ có trai không ta? Có. Chị bên đây có. Vậy giờ mọi người suy nghĩ đi, ai là người giết Linh với lại Tùng? Hai vấn đề. Chị có lẽ là người không thích Linh vậy. Không có tự thù đâu. Giết Tùng nó có làm gì đâu mà ai giết nó. Đúng rồi, giết Tùng. Vậy là Linh giết Tùng. Linh là lơ đỉnh rồi. Ủa sao đi mọi người tin Linh vậy? Máy bay nói tình thôi. Máy bay cũng có thể đúng không? Máy bay cũng có thể. Để anh nói đi để em stay sói. Anh ơi, bây giờ mình. Tôi là sói và đây là sói. Rồi, với anh quay đi. 3, 2, 1, chạy. Thôi đã giờ. Tại em im lặng. Không phải vì em đang nghe. Bên nào? Không nói nữa. Cứ chạy thôi, cứ chạy thôi. Em có 30 giây. Không, lúc mà em mở cái laptop lên em hơi là bất ngờ vì em thấy cái mặt em trong đó. Thôi bớt đi. Trời, xác suất ít lắm hai người. Mà nó riêu mà. Thôi được rồi. Nó cũng riêu, có cũng riêu anh tin chứ riêu, riêu đó nắm tin đâu. Không lại ghét hả? Let you đi. Hai ta. Không phải em, không phải em nha. Mày đó, mày biết đó, mày đó, mày đó, mày đó. Lấy xong rồi, lấy giùm anh cái micro luôn của công ty nè. Thôi bên này tiếp luôn. Lần tiếp theo là tao rồi. Sẵn vô rồi. Đêm qua. Ủa, không có ai. Đêm qua không có ai bị thanh lý hợp đồng á. Wow. Nhưng mà em biết một cái hay nè. Em là tiên tri, em khai luôn. Bắn đầu em so với anh, đúng với anh. Đến nay em so ra một người nữa. Cái này mọi người phải tin em, thì mình bắn sau có thể bảo vệ hoặc là pháp sư cứu em thì sẽ tiếp. Thì cái người em soi đúng á là em Kenhi. Bà sói. Chị cứu em bán vừa rồi á. Em soi chị Thư luôn rồi. Ừ. Vì chị Thư không phải. Không chắc chắn được chị Thư sao thế rồi. Không, cái này em không, không, em soi chị Thư sớm lắm. Em là chị Thư sớm lắm. Chị cứu em á, em yên tâm đi, chị sẽ dùng hết sức của chị để cứu em. Em soi ra. Đó rồi. Giờ không kiếm được nữa. Bấm tiền ạ. Bơm tiền vô cho em đi ạ. Giấy vừa rồi chị cứu chị cứu Tùng nữa đấy. Wow. Ủa sao cứu đúng người quá vậy? Không, em cứu Tin. Tin đi. Không, không phải. Cái gì? Tùng không phải. Tùng phải. Em là Tùng Chi. Tùng phải. Em dám khẳng định sếp Duy Anh làm sói luôn. Tại vì Tùng phải không phải là sói. Canthi làm sói. Chị nói vậy là chị nói là chị lô. Chị nói vậy là chị là sói luôn. Thôi thì sói. Chắc chắn. Chốt cái đơn này mọi người. Chốt cái đơn. Chị có thể biết bài của người đó và chị cũng không phải là sói luôn. Có cách đó, mọi người hãy nhớ lại đi. Có cách đó. Không có biết. Đây biết bài Canh Thi. Nhưng mà vấn đề là Canh Thi bài gì chị không biết. Nhưng mà chị biết Tùng không phải là sói. Và chắc là Tùng ăn là Tùng chị, là tiên tri. Nên chị mới cố gắng bảo vệ Tùng. Có thể người ta cố tình câu cái Không. Tùng bị giết rất nhiều lần. Em tin Sephiroth là vì Sephiroth biết cái người bị giết đúng không? Đúng, chị biết cái người bị giết nên chị mới cứu. Chị quên, sói có thể tự giết một đúng người. Đúng rồi, mình sói mới được gài cái tình của chị. Em không nghĩ là cái bàn này có cái bộ đầu nào. Mọi người phải tin chị. Nên là bây giờ vote đi, mọi người vote đi. Em muốn nói là Tùng là tiên tri, tại vì em hỏi cái quên á, em muốn nhận. Tùng là tiên tri, mọi người phải bảo vệ Tùng. Rồi bây giờ vote. Em chắc chắn anh Canh Thi là sói. Ủa sao? Anh Canh Thi là sói. Anh Canh Thi là sói.
trăm hả? Đó, nãy mới nói nó có sắc đẹp thôi hết rồi. Chẳng chẳng là đây không phải là soi, tại cái này không có chứ làm gì. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nó nói nó là tiên tri và nó chỉ em và nó soi ra em, vậy em không biết làm thế nào để em có thể giải thích cho nó. Vậy thì em là gì? Tại vì em là VJ rồi. Em là VJ mà. Châu Giang nhìn thấy lá bài của em ngay từ đầu, ngay từ vòng đầu tiên luôn. Tại vì Châu Giang là nhìn thấy bài nhau. Không, hoặc là chưa biết, hoặc là biết, tại vì nó ở đây thì đi thôi. Chị Giang không phải là soi. Em chắc chắn luôn, bởi vì chị đang không biết sai, chị không phải là sói. Giang lại có thể là bị ghép cặp với lại một kêu với sói và trở thành một cái phe riêng với sói. À, phe riêng. Đúng rồi, phe riêng mà. Chị ơi, trúng rồi, trúng rồi. Nên là bây giờ là đang cố gắng bảo vệ anh Canh Hy để cái phe riêng nó thắng. Đúng rồi. Đúng rồi, trúng rồi. Mọi người phải hiểu gì nè, tại sao Cell Phone S lại mạnh dạng đầu tư và cứu Tùng Giao ra như vậy? Chúng tôi làm việc có kế hoạch và bộ não, mọi người hiểu không? Đúng rồi. Ôi, không phải. Ai đây không tin là thật này là không? Em mọi chuyện đều có thể xảy ra mà, đâu phải là những gì mà chị suy đoán đâu. Tại vì bây giờ anh Trinh chết rồi. No, anh Trinh chết rồi. Thế nên là Tùng mới bảo là vòng đầu so anh Duy Anh là sói, nhưng mà tại sao so anh Duy Anh ngay? Nhưng mà tất cả đều là suy đoán của mọi người. Em luôn so anh Duy Anh từ đầu tiên, từ cái nắng đầu tiên. Vô đi, vô đi. Duy Anh là đã là sói rồi đúng không? Là sói rồi, là sói thứ hai. Em không biết ai là sói. Chào mọi người, không nói gì hết. Thôi rồi, mọi người. Bỏ thờ, đọc lấy cái hợp đồng. 1, 2, 3. Ai? Mọi người hãy tin em vì em là VJ thật. Ai? Là ai? Em là ai? Em là Minh Anh. Minh Anh tấm hình, Minh Anh là tấm hình gì? Tấm hình Minh Anh á. Hồi nãy chị Minh Anh nói chị Minh Anh là Minh Anh rồi. Hồi nãy chị Minh Anh nói chị Minh Anh là Minh Anh rồi. Ủa? Hồi nãy chị Minh Anh đã nói chị Minh Anh là Minh Anh rồi. Nhưng mà tấm hình Minh Anh sao? Coi là tấm hình thôi. Thì tấm hình Minh Anh là tấm hình thì có cái mặt Minh Anh. Sao rồi? Đây là rồi bỏ bảo thật á. Phúc cho bài dán nào cũng đặt tâm vậy mệt quá. Rồi không có gì để nói. Trời ơi, chị Giang ơi, bây giờ chị về phải em vàng. Sao rồi bảo vệ tiên sáng? Chào chị, tiên sáng. Em đó là em soi cùi. Tại vì không thấy cùi căng thẳng lắm. Nhưng mà anh cùi không phải. Anh lúc nào căng thẳng lắm đó em. Thương bé. Thương bé. Đúng rồi. Nó cao mòi, nó không nghe lời được. Đâu gì đâu chị. Có thử luôn. Có thử kệ thương bé. Ủa máy bay. Tự mình outplay mình. Thương bé là máy bay nhưng mà cho đùa. Chúng ta quên thương bé với máy bay. Ờ, nãy giờ anh mới bay không nói gì hết đó. Là em nặng luôn á. Đúng rồi. Thì thực ra là tao không có chức năng gì cả. Nên là tao cũng câm, sau rồi kiểu một cái ván ở giữa bị câm. Nên là cũng quen cái kiểu chơi như thế rồi. Nhưng mà anh vừa nói, vừa mở mắt ra cái anh nói là tại sao thằng này không chết thế thôi. Anh có nói mà. Anh bay là chị. Thư bé, chăn chối. Thư bé, sao lại chăn chối? Có gì đâu mà chăn chối, em nói thẳng luôn. Em từ ván đầu đến ván này, em là người đi theo lý trí. Và em dựa trên những cái bằng chứng để em đưa ra quyết định. Em không phải là người chơi theo cảm xúc, thế là bảo giết một người là em không thể giết được. Đương nhiên vì em quá là stick với lại cái quan điểm của em. Không phải không phải bắt em để em không thể giết người nào. Chị quá hài, nhiều bạn rất hài. Mà nếu bạn có hài một phút cho chị à? Một phút cho chị. Đúng rồi, một phút cho chị. Anh không chẳng lộn luôn á hả? Chết lúc à? Dù có chết, em cũng chết trong danh dự, em bảo vệ quan điểm của em. Mọi người chơi quá cảm tính luôn. Bài bài quý công ty mà trong đây thắng lợi thành công. Mọi người thắng không anh? Thắng rồi. Nắm trong tay mũi tên tình yêu, Châu Giang ghép đôi chính mình với Canh Hy. Nhưng nào ngờ Canh Hy chính là ma sếp. Hai ma sếp còn lại đã lộ diện, không ai khác chính là Duy Anh và Minh Thư Chloe. Cả ba đồng tâm hợp lực giết ngay Linh Thịt Gà. Cameraman Tùng Giang tuổi trẻ tài cao chính xác soi được thân phận ma sếp của Duy Anh. Editor Nam Khánh là một người sống vì cộng đồng nên đã bảo vệ chính mình. VJ Cá Vàng Gia Nhi kéo theo cuội. Saphones Minh Thư đuổi việc Duy Anh. VJ Lơ Đảng Liêm đã tắt mic của Nam Khánh khiến đôi môi hoạt động nhiều nhất nhì S Channel phải câm lặng. Rồi ok anh kệ. Thiệt lắc đó. Đêm thứ hai, cặp mà sếp rút móng vuốt ra và hãm hại Tùng. Cameraman không duy trì được phong độ khi đã soi sai người. Cá Vàng Gia Nhi lựa chọn kéo theo Minh Anh. Editor Nam Khánh dàn đôi tay từ bi cứu lấy Tùng. Liêm lựa chọn tắt mic của máy bay khiến máy bay phải câm lặng.
chỉ đỡ một... nha học tại theo xe Fornet nữa đi á đỡ bắt con câm nữa hả à? Tao hoài vậy vừa phải thôi một lần thôi có muốn loại cái nhãn hàng nào không loại á thì loại một lần thôi loại gì loại cha loại mẹ người ta đã nói là loại một lần, lần thôi đừng có loại nữa hết được loại rồi cái này ghê luôn á nội bộ ma sếp đã xảy ra lục đục ở đêm thứ ba thưa Chloe quyết giết Giang nhưng Canh Hy đòi giết cho bằng được Tùng cameraman Tùng với đôi mắt tinh anh của mình đã soi ra được Canh Hy chính là ma sếp Gia Nhi cá vàng ôm lấy Châu Giang để kéo theo editor Nam Khánh chẳng có gì ngoài trái tim ấm áp nên đã bảo vệ chính mình bù cho sự ích kỷ của editor Minh Thư Saphones đã cứu ngay lấy Tùng khỏi nanh vuốt của ma sếp Trang Hoa Hậu trở thành nhân vật bị tắt mic câm lặng ngày hôm nay Đêm thứ tư, thưa Chloe, mà sếp duy nhất còn sót lại vẫn quyết giết Tùng cho bằng được. Cameraman Tùng đã soi sai người, Gia Nhi cá vàng kéo theo mà sếp thưa Chloe. Nam Khánh Edit đã đầy sáng suốt khi bảo vệ Tùng. Liêm nhìn qua nhìn lại không biết dùng năng lực lên ai nên đã tự căm chính mình luôn. Sao nét ơi, thì nó cũng như thế này. Đó. Thì nó cần tài trợ là một. Không có được nữa. Hết tiền rồi. Bực ghê á. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video Ma Sếp của S Channel. Thế là mọi người ai là người chơi giỏi nhất mọi người nhớ comment phía bên dưới nha. Có lời gì nói đâu mọi người. Xin chào. Chúc mừng năm mới. Em vẫn cay ban tổ chức lắm nha. Chị vẫn cay ban tổ chức. Chứ còn gì đó. Mình chỉ cần gọi phỏng của em. Bye bye, hẹn gặp lại. Nhớ like, subscribe cho S Channel nha.